Xin chào mọi người, mình là Lê Đình Tiến. Đợt vừa qua thì mình đã có thi TOEIC và đạt được một số điểm là 800. Mục tiêu của mình khi học tiếng Anh là để cải thiện khả năng tiếng Anh của bản thân, phục vụ cho công việc. Theo mình thấy thì điểm số TOEIC đề của mình thì đã rất lý tưởng để phục vụ cho mục đích đó. Thi TOEIC thì mình thấy là sẽ tốn ít thời gian ôn luyện và chi phí hơn là thi IELTS. Thực ra thì phương pháp học ôn luyện TOEIC của mình chỉ là cố gắng làm và chữa thật kỹ các đề. Về phần nghe thì mình thấy phương pháp học nghe điện từ của cô Vân Anh thì khá là hiệu quả, nó giúp mình lên điểm số nghe khá là nhiều. Còn về phần đọc thì cô Vân Anh có phương pháp dịch bài đọc, theo mình thấy là một phương pháp rất là hiệu quả để học và tích lũy thêm các từ vựng hàng ngày. Thi TOEIC thì đợt mình đăng ký thi thì cũng trùng với đợt thi ở trường nên là mình cũng chưa có thời gian để chữa kỹ và xem lại các đề mà mình đã làm. Có được bằng TOEIC điểm cao thì sẽ giúp mình có lợi thế hơn trong khi mà tìm kiếm việc làm. Nhưng mình nghĩ không có gì mà sự chăm chỉ và tích lũy từ vựng hàng ngày của các bạn. Và cuối cùng mình xin chúc các bạn sắp thi TOEIC sẽ đạt được điểm cao theo mục tiêu của bản thân đề ra.